Thực hiện thỏa thuận cắt giảm năng lượng của Liên minh châu Âu, nhiều nước đã chính thức triển khai các kế hoạch tiết kiệm năng lượng. Từ hôm qua, thì các văn phòng, cửa hàng, khách sạn tại Tây Ban Nha không được phép bật điều hòa dưới 27 độ C vào mùa hè và không tăng nhiệt hệ thống sưởi trên 19 độ C vào mùa đông. Các cửa hàng cũng có trách nhiệm đóng cửa, kiểm tra thường xuyên hệ thống sưởi, không bật đèn tại cửa sổ sau 10 giờ tối. Mục tiêu của kế hoạch là nhằm giảm tiêu thụ khí đốt của Tây Ban Nha xuống 7%. Thủ đô Viên của Áo cũng sẽ tắt bớt hệ thống chiếu sáng công cộng do giá năng lượng tăng cao. Các loại đèn chiếu sáng ở khu vực chợ Giáng sinh, tại quảng trường trước trụ sở của Hội đồng thành phố sẽ chỉ được bật vào ban đêm, chứ không được bật từ lúc chiều tối như những năm trước đó.